thưa chủ tịch đoàn, kính thưa các thầy cô, các anh chị. Em là Đỗ Thành Đô, đang công tác tại trung tâm hấp nhiệt Thành Mai. Nay em xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm để chăm sóc người bệnh thở máy không xâm nhập. Ngoài những bệnh nhân là nội trú, chúng ta cũng có những bệnh nhân ngoại trú, những bệnh nhân mà có nhận những hội chứng ngừng thở khi ngủ cũng có thể sử dụng máy thở không xâm nhập tại nhà. Chúng ta đã biết là có rất là nhiều cách để cấp một cái thở máy ấy, là một cái thủ thuật là hồi sức cơ bản để cấp cứu bệnh nhân. Rất là nhiều bệnh nhân, trong bệnh nhân nặng hoặc là bệnh nhân trong quá trình điều trị, chúng ta rất là nhiều bệnh nhân nặng để cứu sống được nhiều bệnh nhân thông qua cái thở máy, đúng không ạ? Nhưng có thể thở máy thông qua đường mũi, đường miệng, hoặc là có thể qua mở khí quản hoặc là qua nội khí quản. Người bệnh thở máy là những người bệnh được hỗ trợ hô hấp hoàn toàn hoặc một phần. Thì đây có hai phương pháp, là thở máy không xâm nhập và thở máy xâm nhập. Thì em xin trình bày một nhánh, đó là thở máy không xâm nhập. Ở đây thì chúng ta có hai sử dụng hai máy thở, đó loại máy thở bypass và máy thở CPAP ạ. Người bệnh thở máy là người bệnh nặng, đặc biệt là người bệnh siêu hấp cấp tiến triển. Mà những người bệnh này thì thường sử dụng rất là nhiều những máy trang thiết bị đi kèm, ví dụ như bơm tiêm điện, máy truyền dịch, hoặc là những cái đặt những đường ống thông dạ dày, hoặc là có những trường hợp về mở màng phổi và dẫn lưu màng phổi. Và nếu chúng ta thở máy mà không đúng quy trình kỹ thuật hoặc vận hành quy trình sai hoặc theo dõi không liên tục thì thở máy cũng có thể gây ra rất nhiều biến chứng, có thể dẫn đến kéo dài thời gian điều trị, thậm chí có thể tử vong. Và để đảm bảo được thở máy an toàn và phát huy được hiệu quả thì cần thực hiện tốt 3 quy trình. Thứ nhất là phải quản lý bảo dưỡng vệ sinh khử khuẩn máy thở, cái việc này rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta phải muốn bệnh nhân mà thở máy tốt thì máy của chúng ta lúc nào phải đảm bảo tốt, chúng ta test được qua được hết tất cả những cái bài để bệnh nhân có thể sử dụng được máy. Thứ hai là chúng ta phải khử khuẩn máy như thế nào sau khi bệnh nhân sử dụng xong, hoặc là hệ thống dây máy thở chúng ta phải sử dụng như thế nào để tránh trường hợp bị lây nhiễm. Ba là vận hành máy thở đúng quy trình kỹ thuật. Này thì mỗi một máy thở sẽ có một quy trình hướng dẫn sử dụng riêng. Mà về mô hình chung thì các máy thở bypass và CPAP đều có một cái hướng dẫn sử dụng chung nhé. Và theo dõi chăm sóc người bệnh thở máy và đúng phương pháp ạ. Thì hiện tại ở trung tâm hấp chúng em là có quy trình quản lý bảo dưỡng vệ sinh khử khuẩn máy thở được gần như được thực hiện trên phần mềm hết ạ. Các anh chị có thể vào được cái đường link này ạ. Các anh chị vào, chúng ta có thể là theo dõi được cái phần mềm của em viết xây dựng như thế nào ạ. Hai là lập bảng hướng dẫn quy trình sử dụng máy thở. Ba là bảo dưỡng định kỳ và khi sự cố. Khi trên cái phần mềm này chúng tôi sẽ nhắc là cái máy này đến thời gian nào là cần phải bảo dưỡng, hoặc là khi nào hỏng chúng ta cần phải sửa chữa. Là sửa chữa những gì, thay thế những gì được cập nhật hết trên phần mềm ạ. Vệ sinh máy thở định kỳ và khi nhiễm bẩn. Khi chúng ta, ngoài cái việc định kỳ là mấy tháng chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta bảo dưỡng thay phin lọc hoặc thay cái màng lọc bên trong, thì chúng ta chẳng như khi máy bị hỏng chẳng hạn, một vô tình bệnh nhân chẳng như có dịch trào lên này, hoặc là bệnh nhân đổ nước vào những cái phin, những cái phin nào, những cái màng lọc ấy nó bị bẩn, chúng ta phải sử dụng, phải thay thế làm sao ạ. Và máy đã vệ sinh xong thì chúng ta phải để một khu vực riêng, khác với cái máy là vừa bệnh nhân vừa mới thở hoặc là chưa thở, chúng ta để riêng khu vực ạ. Và chuẩn bị người bệnh thở máy ạ. Thứ nhất đầu về có mấy cái mục đích chúng ta cần phải quan tâm đến, đó là người bệnh đảm bảo cho người bệnh được thông khí tốt với các thông số đã cài đặt, như tần số thở như thế nào, đúng không ạ? Mốt thở ra làm sao, cái thông tích, cái thể tích khí đưa vào bao nhiêu, đúng không ạ? Cái lượng độ oxy chúng ta đưa vào như thế nào. Thứ hai là kiểm tra hoạt động của máy thở như thế nào, nó có đáp ứng được bệnh nhân hay không, bệnh nhân thở chống máy hay không, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải theo dõi rất là sát. Và kiểm tra sự thích ứng của người bệnh với máy thở, để đảm bảo nuôi dưỡng người bệnh về đầy đủ. Này, người bệnh thở máy thường những bệnh nhân sẽ thường là nặng hơn những bệnh thường, nên là cái vấn đề đảm bảo dinh dưỡng ta ăn như thế nào, đúng không ạ, cũng là rất hết sức quan trọng. Đồng ngoài khi chúng ta thở máy không xâm nhập hoặc xâm nhập ý, thì bệnh nhân nó thường hay có triệu chứng nó bị mất nước, chúng ta phải theo dõi lại xem để bù lại cái mụn nước cho bệnh nhân. Và những khi chúng ta thở máy như vậy thì ví dụ chẳng như bệnh nhân thở tỉnh táo thể đi lại được, hoặc là thở máy thở không xâm nhập ý, thì bệnh nhân thể đi tự vệ sinh được, hoặc một số bệnh nhân không thể vệ sinh được thì chúng ta phải giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình vệ sinh tại giường ạ. Và khi bệnh nhân nằm lâu ngày thì cũng có hiện tượng đó là bị chống loét, là chúng ta phải chống loét cho bệnh nhân và cho bệnh nhân làm thay đổi tư thế thế nào, đúng không ạ? Hoặc là chống tắc mạch do nằm lâu, và chống nhiễm khuẩn và vệ sinh. Chống nhiễm khuẩn chúng tôi vừa nói đấy ạ, có rất là nhiều cái, ví dụ chúng ta bệnh nhân ho khạc đờm rất là nhiều, ứ động nhiều, và chúng ta khi mà
khạc ra mát thở chẳng hạn, hoặc dây thở chúng ta mà không vệ sinh, không thay thì cũng là một cái nguyên nhân mà gây nhiễm khuẩn. Và giúp cái quan trọng nữa là giúp người bệnh có khả năng cai thở máy, đúng không ạ? Cái này cũng rất là nhiều, chúng ta phải theo cái chỉ định của bác sĩ và kết hợp với điều dưỡng mình chăm sóc để làm sao là bệnh nhân cai được máy có thể về nhà, đúng không ạ? Không lệ thuộc vào cái máy thở nữa. Về phần chuẩn bị người bệnh thở máy thì em sẽ chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là phải chuẩn bị về máy thở, phần thứ hai là chuẩn bị bệnh nhân, phần thứ ba người ta phải theo dõi bệnh nhân như thế nào. Về chuẩn bị máy thở thì như em vừa nói đấy, có rất là nhiều loại máy thở khác nhau, ví dụ máy thở xâm nhập nhưng có chức năng thở không xâm nhập, đúng không ạ? Hoặc máy thở xâm nhập đơn thuần, hoặc là máy thở cá nhân ấy, không xâm nhập cá nhân, nó bé hơn ạ. Và chúng ta phải chuẩn bị những gì? Đầu tiên chúng ta phải xem là ví dụ máy thở lớn có hệ thống oxy trung tâm hay không, đúng không ạ? Hai là nguồn điện như thế nào, và với bệnh nhân mà thở máy lớn có nước cất để dùng để làm ẩm, đúng không ạ? Hệ thống dây máy thở, ở đây dây máy thở có thể có rất là nhiều loại, loại dùng một lần hoặc loại dùng nhiều lần. Nếu loại dùng một lần chúng ta dùng xong chúng ta có thể bỏ đi, hoặc là dùng nhiều lần chúng ta lại tái sử dụng, chúng ta ngâm vào dung dịch khử khuẩn rồi gửi đến khoa chống nhiễm khuẩn, chúng ta hấp sấy lại, đúng không ạ? À, đây là cái bẫy nước, cái này để tránh trường hợp là khi mà chúng ta để làm bình làm ẩm nước mà ta sẽ mình sẽ để chặn nhiệt độ mình cao chẳng hạn khoảng 30 35 độ C, nước có thể bay hơi lên, mà tránh cái bẫy nước này để tránh trường hợp nước đi thẳng vào trong phổi người bệnh. Và khi chúng ta đã cài đặt tất cả các thông số theo chỉ định của bác sĩ thì chúng ta phải cho chạy với cái phổi giả như thế để xem là máy của mình chạy có ổn định hay không, có các báo hiệu gì hay không ạ. Đây chúng ta lựa chọn một đây, em xin giới thiệu một cái máy thở là Philips V60, chúng em đang sử dụng khá nhiều trên trung tâm bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta để cài đặt về cái mốt thở và các ở chỗ này thì có một cái gọi là mát thở như em sẽ nói sau. Đây chỉnh độ về mình cài đặt về cái chỉ số thông khí vào EPAP, IPAP hay tần số thở hay nồng độ oxy, đúng không ạ? Và đây là các chỉ số cảnh báo chúng ta phải cài đặt cho bệnh nhân, cái này phụ thuộc vào từng bệnh nhân chứ không ai giống ai cả, đúng không ạ? Có người cao, người thấp, người gầy, người béo, chúng ta phải cài đặt các thông số này để nó giúp cho cái nhân viên y tế mình có thể phát hiện ra được những cái cảnh báo để mình thay đổi cho phù hợp. Cái chuẩn bị về dây thở và mát thở, nhưng chúng ta phải chọn là cái kích cỡ mặt lạ phải phù hợp với người bệnh, đúng không ạ? Có những loại về mát thở là cả mũi và miệng, có loại chỉ mũi không, có loại chỉ hai lỗ mũi, và có loại là chúng ta dạng như có một bạn ở dưới Quảng Ninh vừa chia sẻ là chúng ta dùng máy thở không xâm nhập, à xin lỗi, là máy thở xâm nhập nhưng có chức năng thở không xâm nhập, thì lúc đấy đòi hỏi cái mát chúng ta phải kín, nó kín giống như chúng ta đang cho bệnh nhân thở qua nội khí quản hoặc là qua mở khí quản. Chúng ta ví dụ hình dung ngay là cái mát của cái quả bóng bóp ambu đấy ạ, nó hoàn toàn kín vì nó có hai đường, đường vào và đường ra riêng, thì chúng ta có thể sử dụng được mát đấy. Còn nếu mà chúng ta mà sử dụng cái mát thở ví dụ thở cho bóng bóp ambu mà dùng cho cái máy thở Philips này thì sẽ rất là nguy hiểm cho bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ bị suy hô hấp ngay tức khắc. Vì sao? Vì bệnh nhân chỉ có một đường vào thôi, không có đường thở ra, đúng không ạ? Nên chính những trường hợp những cái máy thở, những cái mát này các anh chị để ý trên là gì, nó sẽ có những lỗ thông ở phía trên, chúng ta phải thì bệnh nhân thở lại sẽ thông ra bên đó. Thứ hai là nó có cái dây sensor cảm biến ở phía trên này, khi bệnh nhân thở ra thì là máy sẽ báo động về máy thở là cảm biến bệnh nhân đang thở ra thì máy sẽ ngừng hỗ trợ. Cái việc lựa chọn cái mát thở cũng rất là quan trọng các anh chị ạ. Hai là cái dây ấy, chúng ta phải cố định làm sao nó vừa đủ chặt không để hở, đúng không ạ? Sao các chuẩn bị dụng cụ khác, ví dụ trong trường hợp bên ta có thể chuẩn bị đặt bộ nội khí quản hoặc là mở khí quản trong trường hợp bệnh nhân bị suy hấp, hoặc là có máy theo dõi, những máy hút đờm trong trường hợp bệnh nhân xuất tiết rất là nhiều đờm dãi, hoặc xe cấp cứu, hoặc ống nghe đo huyết áp. Ở phần thứ hai em muốn nhắc đến là phần chuẩn bị người bệnh. Trước khi chúng ta làm cái thủ thuật gì, chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân. Ngoài việc bác sĩ giải thích cho bệnh nhân theo những cái tại sao phải thở máy, đúng không ạ? Thì bên cạnh đó thì điều dưỡng ta phải giải thích lại xem là những cái thở máy đấy như thế nào, chúng ta cần phải làm gì. Và cũng đặc biệt quan trọng nữa đối với bệnh nhân là đang nằm nội trú chẳng hạn, đang điều trị, chúng ta để xem là cái kinh phí như thế nào, đúng không ạ? Nếu bảo hiểm có thanh toán hay không, bệnh nhân có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, cũng phải chi phí một ngày là bao nhiêu tiền, cũng phải hướng dẫn cho người bệnh để người ta chuẩn bị tinh thần trước ạ. Hay tư thế của người bệnh thì thường để bệnh nhân nằm ngửa đầu cao, và chúng ta phải đắp máy theo dõi cho người bệnh, theo dõi về nhịp thở, huyết áp, đúng không? Có trường một số thì theo dõi về nhiệt độ, đúng không? Và cái này thì chúng tôi sẽ những bệnh nhân thở máy thường được kiểm tra khi máu động mạch thường xuyên nhé, có thể một ngày 2 3 lần, hoặc là hồi sức tích cực có thể theo giờ,
Nhưng ở trên trung tâm hấp thường thì khoảng 1 hoặc 2 lần một ngày, cũng có thể nhiều hơn tùy trường hợp và diễn biến tình trạng người bệnh. Và chúng ta sẽ tiến hành theo dõi và chăm sóc người bệnh như thế nào. Và khi chúng ta chuẩn bị hệ thống dây máy thở cho máy thì chúng ta phải phải kín sạch và không có đờm, không có nước, và bẫy nước chúng ta phải để thấp hơn, đúng không ạ? Thấp hơn người bệnh. Và cái phin lọc không khí đó, cái này chúng tôi sẽ một là thay hàng ngày, đúng không ạ? Thứ hai nữa là khi nhìn thấy bẩn là chúng ta phải thay ngay ạ. Vì khi mà chúng ta cái phin lọc này ở phía phía đằng sau máy nó có một cái phin, nếu mà chúng ta mà không bảo dưỡng định kỳ hoặc là thường xuyên ấy thì là cái không khí nó đi qua là cái đấy rất là bẩn, mà không có phin lọc này thì sẽ những cái bẩn đó sẽ thổi trực tiếp vào trong phổi người bệnh cũng rất là nguy hiểm. Và những cái bệnh nhân mà thở máy lớn thì chúng ta sẽ có hệ thống làm ẩm đường dẫn khí vào, như vị trí này thì thường nằm ở đường thở vào và trước khi đưa vào người bệnh. Và cái nhiệt độ chúng tôi thường để là khoảng 30 đến 35 độ C, và nhất nhất vào những cái mùa đông ấy thì rất là tốt cho bệnh nhân, để tránh trường hợp người ta hít thở những đường không khí lạnh vào dẫn dễ bệnh nhân bị viêm phổi nhiều hơn ạ. Một số máy thở thì có thêm cái hệ thống dây đốt nằm trong đường thở. Cái này thì cũng rất là ít thôi, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra xem, tránh trường hợp là mình để bị gập và hỏng cái đầu cảm biến đấy, nó sẽ sai là cái nhiệt độ, có thể là cái nhiệt độ để đưa vào trong cơ thể người bệnh sẽ rất là lớn hoặc là cao hơn cái nhiệt độ mình đặt ạ. Chúng ta phải chăm sóc mặt nạ như thế nào? Như chúng tôi vừa nói đấy, chúng ta phải chọn cái là mặt nạ sao phù hợp với khuôn mặt bệnh nhân, có những trường hợp mặt gầy, mặt béo đúng không ạ? Những trường hợp nào như máy thở tôi vừa nói, máy thở xâm nhập hay không xâm nhập, chúng ta phải chuẩn bị cái mát hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là mát nào cũng dùng chung cho một loại máy thở. Hoặc là một máy mát thở này có thể dùng cho nhiều loại máy, nhưng chúng ta phải điều chỉnh cái trên cái cài đặt của máy thở. Và khi chúng ta cái cố định này chúng ta rất là để ý ra là gì, cố định mặt nạ không được chặt quá để tránh trường hợp là bệnh nhân nó bị loét ở trên cái vùng sống mũi này rất là nhiều, hoặc là không bị hở ở phía dưới. Nên chúng tôi vẫn hay khuyến cáo là bệnh nhân thở được khoảng 2 tiếng chúng ta lại phải nới lỏng cái dây máy thở ra để massage cái vùng sống mũi này, vùng xung quanh những cái mát nó tì đè. Và nếu mà cái bệnh nhân có điều kiện có thể mua cái mát riêng mà nó có cái gel ngoài cái silicone, dùng một thời gian nó sẽ cứng và sẽ hở, nhưng mà cái mát nó có gel ấy, nó rất là mềm và rất là tốt cho bệnh nhân. Và chúng ta cố định mặt nạ là cái dây phía trên chúng ta sẽ đưa vòng qua đầu ở phía trên tai, còn dây phía dưới chúng ta đi ở dưới sau gáy. Và nếu như bệnh nhân mà có ho khạc đờm thì chúng ta còn rất là dễ dàng để tháo ra được, vì những cái mát chúng ta có một là dây dán, hai là có cái móc cài ấy, mình có thể tháo ra được dễ. Và khi bệnh nhân chẳng như mình ăn này hoặc là bệnh nhân uống nước, bệnh nhân mà có thể đi lại được thì người ta có thể thở máy bỏ máy ra nghỉ một chút, đúng không ạ? Nhưng không phải là bệnh nhân nào cũng thở máy 24 trên 24. Những trường hợp mà thở máy không xâm nhập này, có người thường trường hợp người ta chỉ thở ngắt quãng trong ngày hoặc vài tiếng, người ta có thể tháo ra đi lại được bình thường. Và phải giải thích cho người bệnh này, hợp tác và có những tác dụng không mong muốn. Ví dụ trọng bệnh nhân khi máy thổi vào thì bệnh nhân phải hít vào, đừng có thở ra nữa, đúng không ạ? Thường là bây giờ những máy rất là hiện đại, nó thường là đi theo bệnh nhân, chứ bệnh nhân hít vào là máy tự động nó thổi vào, và bệnh nhân thở ra nó sẽ không thổi nữa. Và chúng ta phải chuẩn bị máy thở như thế nào? Vâng. Chúng ta phải chuẩn bị là tất cả những cái cảnh báo báo động, ví dụ như nguồn điện sắp hết này, oxy và khí lén này, đúng không? Hoặc là thở nhanh, thở chậm, hoặc những thở tạm ngừng thở, hoặc là thể tích. Chúng ta có thể hở mát thì là dẫn đến là tình trạng là VT thấp, đúng không ạ? Học áp lực cao quá thì bệnh nhân có nhiều đờm dẫn đến là bị tắc đờm chẳng hạn, hoặc là thấp chúng ta hở. Và chúng ta phải kiểm tra điện khí nén oxy thường xuyên, và dây dẫn thở có bị hở hay không, có bị nước đầy ở trong các vị trí như bồn đường đốt hay không, hoặc là những bẫy nước ạ. Chúng ta phải kiểm tra mức độ nước thường xuyên luôn luôn ở trong vị trí là cho phép, trong giới hạn cho phép, không được nhiều quá hoặc ít quá. Nếu nhiều quá thì có thể áp lực thở máy sẽ làm nước đi vào trong phổi người bệnh. Và chúng ta phải theo dõi thường xuyên, theo dõi là nhịp tim, huyết áp, hoặc là FPO2, nhiệt độ và khí động mạch, và những tính chất về đờm chẳng hạn, như bệnh nhân có đờm ho khạc nhiều hay không, hoặc là dịch dạ dày, đúng không ạ? Và chúng ta để cho người bệnh là nằm cao đầu. Nếu mà người bệnh có thở máy nhỏ thì chúng ta cho thở máy thở oxy gọng kính và chụp mát mũi miệng hoặc là mát mũi tùy theo từng bệnh nhân. Chúng ta phải thường xuyên theo dõi là sự kích ứng của người bệnh theo máy thở, có bị chống máy hay không, có bị nguy cơ
suy hô hấp hay trụy mạch hay tràn khí màng phổi hay không, và phát hiện sớm các biến chứng. Cái này điều dưỡng ta phải theo dõi rất là sát người bệnh. Những trường hợp có bị tắc đờm hay không, hay người bệnh bị suy hô hấp, áp lực đường thở tăng lên mà nghe phổi khí vào kém và triệu chứng cải thiện sau khi vỗ rung, nó hút đờm nào, và cái này chúng ta phải theo dõi rất là sát vì bệnh nhân nó thường ho khạc đờm với những bệnh nhân mà có thở máy nhiều. Thứ hai là có bị tuột đường thở hay không, nếu chúng ta đã để tuột đường thở thì nguy cơ bệnh nhân bị suy hô hấp cũng rất là cao. Thứ ba chúng ta cần phải theo dõi nữa là vấn đề dinh dưỡng, đảm bảo dinh dưỡng và chú ý cung cấp năng lượng cho bệnh nhân, đảm bảo đủ nước cho người bệnh. Khi bệnh nhân thở máy như vậy thường hay mất nước, chúng ta có thể cho bệnh nhân uống thêm một chút nước khi thở máy khoảng 1-2 tiếng, à có thể nhấp môi hoặc uống nhiều hay ít thì tùy theo từng bệnh nhân đó. Và chúng ta cũng phải tránh trường hợp bị dịch dạ dày bị trào ngược và dịch vào họng. Chúng ta phải nằm bệnh nhân nằm đầu cao 30 độ nếu như không có chỉ định, và khi chúng ta cần phải nghỉ ngơi hoặc là đi vệ sinh thì chúng ta phải tắt máy hoặc để chế độ standby, chứ không được để tháo máy như vậy. Một là máy sẽ có báo động, hai là chúng ta sẽ làm bị hỏng máy. Và chúng ta phải để ý nữa cái nguy cơ gọi đến là tràn khí vào phổi. Nếu như bệnh nhân mà gầy quá hoặc là cái phổi ta, mình phải khai thác tiền sử rất là rõ. Những trường hợp chúng ta chỉ mổ cắt hẳn một bên phổi hoặc cắt thủy phổi rồi, chúng ta không thể để một cái gọi là cái thể tích vào trong phổi như một người bình thường. Nếu mà để áp lực lớn quá thì dẫn đến bệnh nhân có nguy cơ tràn tràn khí vào phổi. Và chúng ta khi đã có bệnh nhân tràn khí vào phổi thì chúng ta phải theo dõi và chăm sóc cái hệ thống hút dẫn lưu như thế nào. Và chúng tôi thường là hút áp lực âm là từ âm 15 đến âm 30 cm nước, nhưng thường là để khoảng âm 20, và dùng hệ thống hút bằng cột nước. Và cái này chúng ta mới đảm bảo lại được là cái áp lực của chúng ta luôn ổn định. Và vấn đề nữa là chúng ta phải quan tâm đến là liên quan tới viêm phổi khi bệnh nhân thở máy. Với bệnh nhân mà nằm nặng phải thở máy lâu ngày và nằm lâu chúng ta thay đổi được tư thế thì cũng là một cái nguy cơ dẫn đến bệnh nhân bị viêm phổi, đúng không ạ? Cái thứ sáu đó là dự phòng và chăm sóc các vết loét do tì đè. Như bệnh nhân chúng ta phải thay đổi tư thế thường xuyên là 2 giờ một lần chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân mà thở máy cái mát chúng ta chụp nên bệnh nhân 24 trên 24 chúng ta phải nới nó ra và massage, không để trường hợp bị loét. Và trường hợp bệnh nhân thở máy không xâm nhập bị loét nhiều nhất là thường là trên hai sống mũi ấy. Ngoài ra thì có các dự phòng như dự loét về đường tiêu hóa, như bệnh nhân chẳng như khó thở đặt dưới sông dạ dày chẳng hạn, mình có thể di chuyển nhiều, bệnh nhân đi lại nhiều cũng có thể một nguyên nhân gây nên loét đường tiêu đá, hoặc là do bệnh nhân bị stress rất là nhiều khi tâm lý người ta phải thở máy. Và dự phòng tắc mạch do bệnh nhân nằm lâu, cái này chúng ta phải thay đổi tư thế vận động, có thể bệnh nhân ngồi dậy trong vừa ngồi dậy vừa thở máy được bình thường ạ. Và chúng ta phải thường xuyên giải thích động viên cho người bệnh, và chúng ta có thể nhỏ cho bệnh nhân uống thêm nước hoặc nhỏ mắt sau 2 giờ thở máy, và có thể tháo mắt thở massage như vùng tì đè như tôi vừa nói đấy ạ. Và hướng dẫn người bệnh thở máy có hiệu quả nhưng không chống máy, nhưng không dãy giụa. Có rất là nhiều bệnh nhân là kích động, người ta cứ chụp vào cái người bệnh chúng ta, người khỏe chúng ta chụp cái mát vào thổi khí vào, đôi khi rất khó chịu huống chi là người bệnh. Nhưng chụp vào trước khi là ta phải dịch à, nó sẽ khí nó sẽ bắt đầu thổi vào, nó cảm giác nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là khó chịu như hộp khí vào trong phổi ạ. Nên chúng ta phải làm quen dần, có thể từ từ cho bệnh nhân. Chúng ta cũng phải giải thích rất rõ cho người bệnh và gia đình người bệnh hiểu rõ rằng thở máy chỉ là một biện pháp hỗ trợ về tạm thời, hai người bệnh có khả năng khỏi và cai bỏ được thở máy, và cần bỏ những thành kiến sai lầm cho rằng khi đã phải thở máy là quá nặng và phải chắc chắn là tử vong, và giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh là cung cấp đủ dinh dưỡng. Chúng ta đánh giá cho bệnh nhân như thế nào, là chúng ta đánh giá cho bệnh nhân trong quá trình thở máy chúng ta phải theo dõi sát những cái dấu hiệu sinh tồn người bệnh, xem người bệnh có bị xanh tím hay không, hay là hồng hào, mạch huyết áp như thế nào, nước tiểu ra làm sao, và quan trọng nữa là cái FPO2 này như thế nào. Và theo khi mà bệnh nhân có những cảnh báo vậy thì chúng ta phải xem là trên máy thở đấy nó cảnh báo những cái gì để chúng ta tìm hướng giải quyết những cảnh báo tôi vừa nói đấy. Và chúng ta có thể là đo các trong cái khí máu, là bác sĩ thường là làm những cái khí máu thường xuyên để đánh giá xem có thể thay đổi trên kết quả khí máu, là xem có thể điều chỉnh lượng oxy xem thế nào, có thể cho thể tích cao hơn hoặc là tăng oxy cao hơn, nó tăng liều lượng. Cái đấy thì phải dựa trên khí máu hoặc là trên cái chỉ số FPO2 bác sĩ sẽ điều chỉnh, và chúng ta sẽ lập, sau đó chúng ta sẽ lập cái kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tiếp trong những giờ tiếp theo ạ. Và đây những cái tài liệu mà chúng em tham khảo ở trên chỗ hồi sức tích cực của khoa cấp cứu. Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi những cái cách chăm sóc cho bệnh nhân để sao cập nhật được những cái và làm những cái chăm sóc tốt nhất cho người bệnh.
Em xin cảm ơn ạ.